anh ấy muốn gặp tôi là vì anh ấy không chấp nhận thái độ gay gắt của tôi. Tôi càng né tránh anh ấy thì anh ấy lại càng cố đi tìm tôi cho bằng được. Tony à, được rồi, tôi cần phải đối mặt với bác mới được. Đối mặt với anh ấy hả? Cô đang nói cái gì vậy Sovereign? Nếu như bây giờ cô quyết định tới đây á thì anh ấy sẽ biết hết tất cả mọi chuyện luôn đó Sovereign. Cũng phải đối mặt thôi Tony à. Cứ làm như vậy đi, cô hãy tới đây gặp tôi đi. Và hãy nói với bác là tôi sẽ tới gặp anh ấy. Tony, cô đã nói chưa vậy? Sovereign có tới không? Tôi đi đưa cô ấy tới được chưa? Tony, con nói con đi đưa Sovereign tới đây, làm sao con làm được hả? Bây giờ con không có thời gian và tâm trí đứng đây giải thích với bác đâu. Con nói con có thể đem Sovereign về đây được thì nhất định là con sẽ làm được. Còn đi đâu tìm cô ấy thì con xin mọi người đừng hỏi con nữa được không vậy? Khoan đã Tony, cô đi bằng cách nào? Anh hỏi vậy là sao? Đúng rồi đó, hôm nay tài xế trong nhà đã nghỉ hết rồi, làm sao con có thể đi được? Mọi người không cần lo cho con, con sẽ tự lái xe. Bác, con à, kìa, xin chào xin chào, thần linh phù hộ. Thần linh phù hộ. Hai người tới đúng lúc lắm, mọi người đang chờ hai người đó. Đi qua ly vui vẻ. Đi qua ly vui vẻ. Chà Ruti, em làm dơ đồ của anh rồi nè. Đừng lo đi sếp, lấy giấy lau là sẽ hết mà. Giấy này anh. Anh thông cảm nha, Charuti vụng về lắm, anh đừng buồn chị ấy. Chúc cô đi qua ly vui vẻ. Dạ anh cũng sao vậy. Sao còn đứng thôi nữa chứ. Mời ngồi, mời ngồi. Ngồi xuống dạ. Đi. Nhà sau khi được trang trí lại nhìn rất là lộng lẫy anh hả? Đúng đó, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng thần Lasmi đang chờ kìa. Ý tôi muốn nói là Lasmi của gia đình tôi là Sovereign. Nói thiệt với cô là bây giờ cả gia đình tôi đang nóng ruột chờ nó tới để tiến hành làm lễ đó. Nhưng tại sao vậy? Hôm nay là lễ Diwali mà. Sao cũng không thấy bác nữa? Bác nó mệt nên đi nghỉ rồi. Còn Sovereign phải đi ra ngoài lo công chuyện, chiều nó mới về. Con dâu chính là Lasmi trong nhà. Lễ Diwali được cho là lễ của Lasmi. Nếu Lasmi không có mặt thì làm sao làm lễ được? Còn gia đình của chúng tôi thì muốn Lasmi của chúng tôi phải nắm giữ đồng xu may mắn để chúng tôi ngày càng phát đạt hơn. Vậy hôm nay tôi mới tới đây chính là
để đưa cho Lakshmi của nhà tôi đồng xu may mắn đó. Con xin lỗi mọi người, đột nhiên con khắc gì, con xin lỗi. Không sao đâu con. Indu, còn 1 tiếng rưỡi nữa là tới lễ tạ ơn thần Lakshmi. Hãy cho Charuti nắm chặt đồng xu này đi. Được rồi. Thôi tôi về đây, vì bên nhà vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Xin thần linh phù hộ. Thần linh phù hộ. Thần linh phù hộ con nha. Tạm biệt. Anh Ramnit, là con người, đôi khi chúng ta cần phải chấp lấy thời cơ thì mới có thể đạt được những thứ mà mình muốn chứ. Quên nữa, Diwali vui vẻ, hôm nay là lễ Diwali, cho nên chúng ta phải thắp nến lên khắp mọi nơi ở trong nhà. Nhưng mà anh phải thiệt cẩn thận nha, biết đâu không chừng mấy cái ngọn nến này thiêu rụi căn nhà thì sao. Anh Ramnit, vậy anh tính làm sao đây? Anh sẽ tác hợp cho Rishab và Sechan con gái của tôi, hay là anh muốn bỏ ngôi nhà này cháy rụi? Tới chừng đó cho dù anh có tiếc thì cũng vô ích mà thôi. Quyết định là do anh hết đó nha. Coi như là thím thắng rồi đó Bonnie à. Tôi sẽ không để cho nhà này kiệt quệ được. Thần Krishna sẽ lo liệu hết tất cả. Anh hãy tạ ơn người đi. Thần linh phù hộ. Sovery, chúng ta đi thôi. Bác sĩ đợi tôi khoảng 1 tiếng thôi. 1 tiếng hả? Không đâu, không chờ được đâu Sovery. Nếu vậy chúng ta sẽ trễ chuyến bay. Và vị bác sĩ này khó hẹn gặp lắm. Tôi biết là rất khó hẹn gặp ông ấy, nhưng tôi nhất định phải làm cho xong chuyện này cái đã. Ông cũng biết rất rõ tôi khó có cơ hội để sống mà. Xin bác sĩ hãy thông cảm cho tôi. Bác sĩ đợi tôi thêm 1 tiếng nữa thôi. Sovery, với tư cách là bác sĩ, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cô. Nhưng mà tôi khuyên cô hãy giải quyết thật nhanh, và sau đó thì cô phải tới sân bay ngay lập tức. Tôi biết. Tôi sẽ chờ cô ở sân bay nha. Em đang tới chỗ của anh đây bác. Em nghĩ rằng thần linh đã định đoạt cuộc gặp này của hai chúng ta. Tiny à, cô tới chưa vậy? Tôi đang lái xe tới đây nè Sovery. Còn cô sao rồi? Bây giờ cô đang ở đâu vậy hả? Tôi cũng đang trên đường tới đó đây. Được rồi, vậy lát nữa gặp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao gạt số lại không được chứ? Ôi, thắng cũng không được luôn. Là xe của Sovery mà. Nhưng sao cô ấy lại chạy nhanh như vậy chứ? À!
Chết rồi, đã có chuyện rồi. Là nến tử tắt kìa, tiêu rồi. Điềm xui sẽ tới cho mà coi. Dạ không phải đâu. Vì có thể là do gió thổi cho nên bị tắt thôi. Đây cũng là chuyện bình thường mà. Đây không phải là điềm xui xẻo gì đâu. Bà nói rất đúng. Nếu chúng ta có một trái tim thuần khiết thì không bao giờ gặp những chuyện không may. Bà thấy con nói như vậy có đúng không bà? Đúng vậy đó. Để con thắp lại nha. Thần linh luôn ở trong tim những người tốt, và người sẽ luôn che chở, nhất định không để chuyện gì xảy ra với họ đâu. Tôi sẽ chết, Danny à. Cuộc đời của tôi coi như đã kết thúc rồi. Nếu như tôi có thể nói với bác, cho tôi thêm thời gian, thì giờ đi tôi có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng với anh ấy. Hãy hứa với tôi, từ bây giờ tới suốt cuộc đời, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc bác như tôi đã làm. Hứa đi Danny à. Tôi không thể ở bên cạnh bác, vậy thì cô phải thay tôi chứng kiến mọi thành công của anh ấy với tư cách là người vợ. Cô đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cô đẹp lắm đó Tenny à. Tôi tin rồi đây, bác sẽ yêu cô nhiều lắm đó. Vậy anh ấy sẽ cho cô mọi thứ. Tôi yêu Sovereign vợ tôi, và cô ấy cũng yêu tôi nữa. Hai chúng tôi không thể nào sống thiếu nhau được đâu. Chúng tôi là như vậy, luôn ở bên cạnh nhau. Gọi xe cứu hỏa, tìm người dập lửa đi.
tôi tìm được sợi dây này, chúng ta cũng tìm ra số xe rồi. Được rồi, mọi người cứ làm tiếp đi, gọi báo cho gia đình họ biết. Dạ thưa sếp. Nếu cảnh sát gọi báo cho bác biết thì anh ấy sẽ không thể chịu nổi chuyện này đâu. Mình không thể để bác một mình, mình phải về cho anh ấy ngay mới được. Xong rồi đó. Bây giờ đã tới lúc cầu nguyện thần linh rồi ông à. Mọi người hãy cùng nhau tập hợp lại cầu nguyện đi. Còn bác đó, con cũng phải ở lại đi cùng cầu nguyện với mọi người. Ôi, con đã làm hư hết rồi nè. Dạ xin lỗi bà, con không nhìn thấy. Alo. Cô là thanh tra cảnh sát đi. Cảnh sát. Cô gọi tới để báo cho gia đình biết là Soveri Banu Sali đã gặp tai nạn. À, sao vậy? Chuyện gì? Tenny, Tenny à, Soveri đâu rồi? Sếp, tôi tìm được sợi dây này. Tenny, Soveri đâu rồi? Cô ấy không về cùng cô sao? Có chuyện gì vậy?
Sovereign đi rồi. Cô ấy đã nói dối mọi người để anh không phải đau khổ. Mọi chuyện xảy ra thật quá đột ngột. Tôi có nên nói với anh là Sovereign đã không còn ở trên đời này nữa hay không đây? Tini à, cô hãy trả lời tôi đi. Sovereign vợ tôi đâu rồi? Ok, người đăng ký kết hôn đâu rồi? Sao vậy? Cô không muốn kết hôn nữa à? Tôi biết Sovereign vợ tôi, cô ấy chắc chắn sẽ về mà. Bởi vì cô ấy cũng rất yêu tôi đó Tini à. Bây giờ cô ấy đang rất giận tôi, cho nên tôi mới làm bộ kết hôn với cô thôi. Tôi biết là tôi làm cách này thì cô ấy sẽ trở về. Bởi vì cô ấy không muốn phải mất tôi đâu, có biết không? Tôi cố ý làm như vậy đó. Sovereign cô ấy chắc chắn sẽ chạy về để ngăn cản cái đám cưới này lại. Nè, cô hãy nghe cho kỹ đây Tini. Đừng có hy vọng là tôi sẽ kết hôn với cô. Chỉ có cái chết mới chia cắt hai chúng tôi mà thôi, cô biết chưa? Bây giờ cô hãy mau ra ngoài kêu cô ấy vào đi. Tôi đang chờ cô ấy đây Tini à. Anh nói đúng, cái chết đã chấm dứt. Cả mọi thứ, kể cả tình yêu của anh. Cô đang nói cái gì vậy? Đầu của cô vẫn bình thường chứ? Má đã, Sovereign của anh đã bỏ anh lại mà đi rồi. Sovereign không còn nữa má nè. Indu, mọi chuyện đã kết thúc. Sao rồi má? Chuyện gì vậy con? Ai vừa mới gọi điện tới vậy? Con nói đi, ai vừa mới gọi vậy? Đu, là ai gọi vậy hả? Nói mau đi. Chị nói đi mà. Sao con không chịu nói? Người vừa gọi là cảnh sát. Cảnh sát hả? Nhưng mà sao họ gọi? Họ nói gì? Sovereign nó đã bị tai nạn xe. Tai nạn sao? Nó đã không còn nữa. Bớt nói nhảm đi Tini. Cô im miệng lại đi. Tôi không có nói nhảm đâu bác. Tôi không nghe cô nói nữa đâu. Sovereign thật sự đã đi rồi anh à. Cô ấy đã bỏ lại mọi quan hệ với chúng ta và đi tới một nơi xa lắm. Từ nay không trở lại nữa. Sovereign không còn nữa bác à. Có thiệt như vậy không hả? Cô điên à? Cô nói như vậy là sao chứ? Những gì tôi nói là sự thật đó bác. Từ nay Sovereign sẽ không bao giờ trở lại đây nữa đâu. Cô ấy bỏ anh rồi, cô ấy đi rồi. Cô đang nói nhăng nói cùi cái gì vậy chứ? Nhưng mà tại sao cô có thể nói dối về Sovereign với mọi người như vậy chứ hả Tini? Tôi nói cho cô biết là tôi hoàn toàn có thể biết rất rõ những gì đang diễn ra trong đầu của cô mà Tini. Giây phút mà Sovereign vợ của tôi nổi giận với tôi thì cô đã bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình rồi. Những gì tôi vừa nói có đúng không? Tôi không phủ nhận rằng tôi là một kẻ nói dối. Là một kẻ nói dối không chớp mắt, nhưng mà tôi không xấu xa tới mức lại dám nói dối về cái chết của Sovereign như vậy đâu. Cho nên anh đừng như vậy mà. Sao tôi dám nói dối một chuyện lớn như vậy được chứ bác? Anh nghe tôi nói đi. Nếu như Sovereign vẫn sống trong tim anh thì tôi cũng sẽ luôn nhớ về cô ấy giống như vậy mà thôi.
mọi người làm sao vậy chứ? Tại sao mọi người lại im lặng như vậy hả? Tại sao mọi người không cho cô ta cắm miệng lại đi? Tên con gái này đang nói nhảm đủ thứ chuyện hết đó. Bá à, Sovereign thật sự đã bỏ chúng ta mà đi rồi. Bá, bá, con hãy nhìn mẹ đi mà, con nghe mẹ nói đi con. Lúc này con phải biết chăm sóc bản thân mình. Con mẹ. Phải mạnh mẽ lên, con biết không hả? Ý mẹ là sao vậy chứ? Bát à, Tenny, Tenny nói đúng đó. Bát à, mẹ nói gì vậy? Sovereign thật sự không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Bát rồi. Bát, mẹ, làm ơn nghe mẹ. Bát, nghe mẹ sao nói vậy? Mà con, mẹ nói cái gì vậy? Đã gọi tới đây rồi. Bình tĩnh đi con. Sovereign không biết đâu. Bình tĩnh đi. Nói cái gì vậy hả? Nghe mẹ đi mà. Bình tĩnh đi. Tenny nói đúng đó con. Bát, bát, bát à, 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 bát. Thật ra thì mọi chuyện lúc đó đều xảy ra trước mắt của tôi hết. Tôi đã gọi điện cho Sovereign nói rằng là tôi đang tới gặp cô ấy. Không thể nào đâu. Không thể nào có chuyện như vậy đâu mà. Bát à, các người, các người đã điên hết rồi mà. Như vậy mà con. Các người điên hết rồi. Bát à, bát à, bát à, bát à, như vậy mà bát. Đừng khóc nữa mà chị. Bát à, sao mà đi, không có đi đâu hết. Bát à, bát à, Tenny, 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 sao mà đây vẫn ở Tenny đây nè? Cô ấy chỉ đang trốn chúng ta thôi. Bây giờ thì cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở trong tim con và mọi người, cả trong trái tim của bác nữa. Tenny à, cô ấy đang nhìn chúng ta đó. Dù rằng bây giờ cô ấy không còn ở cạnh chúng ta, cô ấy có thể sống cùng chúng ta nữa. Nhưng mà, chúng ta vẫn cảm thấy sự hiện diện của cô ấy ở quanh đây. Anh phải tự chăm sóc bản thân của mình chứ bác. Sao anh đi không có đi đâu hết mà. Bà ngồi xuống đi, ngồi xuống đây đi nè. Sovereign sẽ luôn bên cạnh chúng ta mà ba. Được chúng rồi, Tenny à, chúng ta sẽ trái tim của chúng ta. Tenny, cho dù bây giờ cô ấy không còn trên đời nữa, Sovereign thật sự đã ra đi mãi mãi rồi. Hãy nghe tôi nói, Sovereign thực sự đã ra đi. Cô ấy không còn trên đời này nữa. Con hãy nghe mẹ nói, Sovereign đi rồi. Con bé thật sự đã bỏ chúng ta đi rồi bác à. Mẹ à, bát à, bát à, cố gắng lên nha con. Bình tĩnh đi mà bát. Con phải kiềm chế chứ bát. Chúng ta không thể làm gì khác được đâu con trai à. Con phải mạnh mẽ lên thôi. Sự thật, Sovereign không còn ở bên cạnh chúng ta nữa rồi. Bát à, con hãy nghe ba nói đi nè.
Sự thật một điều là chúng ta dù có muốn cũng không thể nào mang Sovereign quay trở về. Nghe ba nè, lúc này không phải là lúc để yếu đuối đâu, chúng ta phải mạnh mẽ lên mới được. Dù sự thật có tàn nhẫn ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận nó thôi con à. Bà đã gọi cảnh sát chưa vậy? Bà đã gọi hỏi lại chưa vậy? Bà vừa nói chuyện với thanh tra đang đảm nhiệm vụ này. Đi, đưa cho con, để con nói chuyện với họ. Xin chào thanh tra, tôi là Bart Banusali đây. Hồi nãy anh vừa nói về vụ tai nạn của Sovereign Banusali. Làm sao anh biết đó là Sovereign vợ tôi hả? Cô xin anh hãy bình tĩnh đã. Thi thể của Sovereign đang được giữ tại nhà xác của bệnh viện đó. Trong vụ tai nạn, cô ấy bị bỏng rất nặng, bỏng toàn cơ thể, cho nên là khuôn mặt không thể nào nhận diện được. Sao mà anh nói như vậy được chứ? Có thể cô ấy không có trong xe, vậy mà anh dám khẳng định sao? Khi anh không nhận dạng được, sao anh có thể kết luận như vậy được chứ? Xin anh bình tĩnh cho. Nếu anh không tin anh có thể tới đây nhận dạng, cái xác này chỉ có thể là Sovereign. Anh tới thì sẽ rõ thôi. Ở đâu hả? Bệnh viện thành phố. Anh Bart à, tôi hiểu tâm trạng hiện tại của anh. Tôi biết giờ anh buồn lắm. Cô Sovereign Banusali vợ của anh, cô ấy đã ra đi thật rồi. Khi chúng tôi chạy tới hiện trường thì chiếc xe của cô ấy đã chìm ở trong biển lửa rồi. Xe của cô ấy đã đụng vào gốc cây, có lẽ vì vậy mà xe mới bốc cháy. Dỡ ra đi. Chúng tôi thu được vật này ở tại hiện trường. Cách mà em chuẩn bị cho anh không giống như đi làm, giống như đi học hơn đó. Bộ anh là con nít sao? Là con nít chứ gì nữa. Đàn ông thì cũng chỉ là con nít to xác thôi à. Vậy sao? Sướng quá, lúc nhỏ thì được mẹ lo cho. Lúc lớn thì lại được vợ lo cho. Vậy à? Hãy ôm chặt lấy anh đi. Bác, anh làm gì vậy? Thôi mà, cửa phòng đang mở kìa. Người lớn làm mấy chuyện như vậy hả? Tại sao bị dướng vào rồi? Anh làm gì vậy hả bác?
Đây chính là dấu hiệu cho tình yêu của chúng ta. Lỡ nó bị hư thì sao đi? Tình yêu của chúng ta mong manh đến như vậy hay sao chứ? Anh sẽ không bao giờ để đứt đôi. Sao lại bị vướng nữa rồi nè? Không gỡ ra được rồi anh à? Giật đứt nút áo, vậy là sẽ ra thôi. Hả? Đây là áo mới của anh đó. Nếu giật quá mạnh đã làm rách áo của anh thì sao? Vậy chứ phải làm sao đi? Mình đi xuống bếp tìm cái kéo đi ha. Đi như vậy à? Để vậy đi luôn đi. Được thôi. Lúc nào cũng làm em xấu hổ. Lỡ như có người nào trong nhà nhìn thấy hai chúng ta thì sao đi? Cứ mặc kệ đi chứ. Bây giờ phải làm sao đi? Cùng lắm nghe la mắng thôi. Chứ bây giờ chúng ta đâu thể nói được gì đâu. Ôi thần linh ơi, mấy chuyện dớ dẫn này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Dạ không phải như vậy đâu. Chỉ là tụi con bị... Nói vòng vo gì đây? Thôi đi, không có ý tứ gì hết à. Có phòng ngủ riêng rồi. Đi, hai đứa đi về phòng rồi muốn làm cái gì thì làm đi. Không có ý tứ gì trước mặt người khác hết trơn á. Đi đi, đi về phòng của mình đi. Thím ơi, không được đâu. Tụi con không thể về phòng được. Bây giờ tụi con phải xuống bếp mới được đó thím. Hả? Thần linh ơi, đúng là trai gái thời buổi ngày nay không biết xấu hổ là cái gì hết. Muốn làm gì thì làm hay sao? Phải làm gì bây giờ đây? Thôi muốn làm gì thì làm đi. Ôi thần linh ơi, chúng ta đã làm gì hả? Thôi kệ đi em à. Bác, Sovery. Ừ, mẹ. Hai con đang làm cái gì vậy? Dây chuyền của con nó bị dứng. Sợi dây chuyền của cô ấy. Ý của con là anh dơ rồi kìa. Anh hãy mau cởi nó ra đi. Sao em không chịu cởi sợi dây chuyền ra vậy? Không bao giờ. Cho tới chết em cũng không cởi ra đâu.